Thực hiện trách nhiệm xã hội và lan tỏa yêu thương, một chương trình tình nguyện mùa đông ấm năm 2023 vừa được Bệnh viện Đại học Y Dược và các khối chi đoàn trực thuộc Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai tại huyện Bảo Lạc, là huyện nghèo và xa xôi nhất thuộc tỉnh Cao Bằng, không chỉ góp phần tạo nên mùa đông bớt lạnh mà còn tầm soát được sức khỏe cho bà con nơi đây. Có mặt tại trạm y tế xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ sáng sớm, chị Trảo Mùi Sinh rất háo hức khi hôm nay vừa được khám bệnh miễn phí lại vừa được nhận quà Tết. Em cũng thông báo cho nhân dân bảo đến sớm, đến đúng thời gian, còn đông người nữa, có thấy rất là vui, rất là phấn khởi. Nhiều bà con đồng bào người Dao, Nùng, Tày từ các xóm, bản xa xôi nhất của xã nghèo Khánh Xuân cũng phấn khởi khi được các y bác sĩ từ Hà Nội vượt hơn 300 km để đến khám miễn phí cho hàng trăm người dân tại xã. Mình đi từ sáng sớm mất gần 2 tiếng mới đến được trạm, nhà xa lắm nhưng rất vui và háo hức khi được thông báo khám bệnh miễn phí và nhận quà nữa. Người dân ở đây vui lắm vì được sự quan tâm của bệnh viện và mọi người. Xã Khánh Xuân là xã giáp vùng biên giới còn nhiều khó khăn, trong đó 8 xóm vùng cao vẫn chưa có điện, không có nước, một xóm không có đường xe máy, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn trên 50%. Trong khuôn khổ chương trình tình nguyện mùa đông ấm do Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội phát động tại huyện Bảo Lạc, dưới sự đồng hành của các đơn vị như Công ty Cổ phần Trafaco, Công ty Dược Hậu Giang, Công ty Dược phẩm Sa Hoàng Gia, Đoàn Bệnh viện Đại học Y Dược và khối các chi đoàn trực thuộc Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà Tết là các nhu yếu phẩm cho 220 người dân, tặng 2 nhà vệ sinh tiêu hợp, giống rúi cho các đoàn viên để khởi nghiệp. Sơ bộ như vậy thì chúng ta cũng đã có thể rà soát được những cái bệnh lý cơ bản ban đầu. Thế và sau đó thì có những cái bệnh lý cần phải can thiệp chuyên sâu thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn hướng dẫn cho bà con để đi đến các cơ sở có đủ điều kiện để mình làm tiếp theo. Thì chúng tôi cũng muốn là sàng lọc được những cái đặc điểm, đặc trưng của tại địa bàn để có thể là tư vấn và cũng thể là một phần nào đấy có kế hoạch cho những chuyến công tác tình nguyện lần sau tại địa bàn thì sẽ tốt hơn và sẽ có những gì giúp ích thêm cho bà con tốt hơn. Gần 200 chiếc áo ấm cũng đã được tặng cho trẻ em trên địa bàn xã Khánh Xuân, cũng đã góp phần mang tình cảm yêu thương, trách nhiệm xã hội của đoàn tình nguyện đến với đồng bào dân tộc vùng cao với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.